Gà khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang chuyển dần hoạt động sản xuất của mình sang Ấn Độ để giảm bớt thiệt hại từ những bất ổn kéo dài xung quanh cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung, đồng thời thâm nhập sâu hơn vào nền kinh tế lớn thứ năm thế giới. Samsung Electronics, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới về doanh số, gần đây đã quyết định sản xuất điện thoại thông minh cao cấp mới nhất, dòng Galaxy S23 ở Ấn Độ. Đây là một quyết định chưa từng có khi Ấn Độ từ lâu nay vẫn là cơ sở sản xuất điện thoại phổ thông hoặc điện thoại thông minh giá rẻ của Samsung. Samsung đã và đang vận hành nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới ở Noida với nhiều chính sách ưu đãi về thuế của chính phủ Ấn Độ. Tuy nhiên, tại thị trường đang phát triển này, Samsung vẫn là nhà sản xuất điện thoại thông minh số 2 sau Xiaomi của Trung Quốc kể từ năm 2018. Trong cuộc họp báo được tổ chức vào tuần trước tại San Francisco sau sự kiện Samsung Unpacked 2023 ra mắt Galaxy S23, ông Ro Taemon, người đứng đầu bộ phận trải nghiệm di động của Samsung cho biết, mục tiêu của chúng tôi là giành lại vị trí và duy trì số 1 tại Ấn Độ.